thì khi mà nhìn vào những trang web như là Twitter đó thì Twitter là một trong những cái mạng xã hội mà có rất là nhiều những cái nhà đầu tư trong thị crypto này họ lên trên Twitter để mà chia sẻ cảm nghĩ thì hầu như có hai trường phái trường phái đầu tiên nghĩ là Bitcoin sẽ rời khoảng 20 000 đô rất là nhanh chóng và sẽ không đi ngược trở lại một trường phái khác thì nghĩ là tình hình bây giờ thì có rất nhiều cái lòng tham về thị trường cho nên điều chỉnh thêm một lần nữa là một điều hoàn toàn có thể và nhiều người nghĩ là điều chỉnh sâu nhiều người nghĩ là điều chỉnh thấp hơn Đối với thuận thì các bạn nhìn vào tình hình bây giờ thì như là thường chia, chia, chia sẻ nếu như mà có một cuộc điều chỉnh nữa thì cũng không có gì gọi là quá bất ngờ đối với những người nào mà thường xem channel thuận capital này tại vì thuận đã chia sẻ với bạn một số lần là tình hình mà bitcoin muốn thử cái đỉnh cũ đó thì năm 2017 chúng ta cũng đã biết là Bịch không phải thử 4 lần Rồi lần thứ năm mới thực sự là rời khỏi cái đỉnh cũ Có nghĩa là thời điểm đó đầu năm 2017 cái đỉnh cũ là năm 2013 Ở cái mức là khoảng 1.150 đô Thì chúng ta lần này nhìn vào tình hình thì bây giờ các bạn thấy được là Thuận vẫn tính cái đợt mà tăng trưởng cái lần này muốn thử lại cái mức là 20.000 đô cái tay vài ngày đó lúc mà Bitcoin một lần nữa trở về cái mức là 19.800 đô hay là 19.600 đô thì đây vẫn là cái lần thứ nhì mà Bitcoin không muốn thử cái mức 20.000 đô một trong những yếu tố quan trọng nhất là còn bao nhiêu người chờ để mà bán các bạn thấy là Bitcoin càng ở những cái mức cao này càng lâu có nghĩa là càng gần 20.000 đô càng lâu thì càng có nhiều cơ hội để cho những người muốn bán có thể là họ chốt lời thì chỉ khi nào mà chúng ta thấy được là cái lực mà người ta chốt lời ở những cái mức này Tôi nói chốt lời tại vì các bạn thấy được là cái mức là hơn 19.000 đô thì hầu hết mọi người đều đã có lời rồi thì câu trả lời bây giờ là mọi người chờ chốt lời 20.000 đô Còn bao nhiêu người khi mà không còn nhiều người chờ đợi để chốt lợi mức 20.000 đô nữa thì Bitcoin nếu như mà giữ cái nguồn cầu hiện bây giờ thì sẽ phá 20.000 đô trong thời gian rất là nhanh chóng Tuy nhiên thường thì không có lo quá nhiều về cái mức 2.000 đô Thuận nghĩ là phá hai người rồi chuyện sớm muộn mà thôi thuận thì nhìn vào tình hình thời gian dài hạn hơn năm 2021 và các bạn cũng đã biết là cái cách mà thuận đầu tư là trung bình giá và chúng ta hãy nói về một số thông tin liên quan tới trung bình giá tại vì nhiều bạn có một câu hỏi cho thuận đó chính là hiện bây giờ thuận còn trung bình giá hay là không thì câu trả lời là cái mức hiện bây giờ bitcoin là 19.113 thuận vẫn tiếp tục trung bình giá ở cái mức này Tại vì sao? Tại vì các bạn thấy là Thuận vẫn tin là giá của Bitcoin sẽ đạt cái mức rất là cao của năm 2021 và không chỉ riêng là Bitcoin mà ngay cả Ethereum thường vẫn tiếp tục tích cực chung mình giá ở cái mức này thì các bạn thấy là thường đã chia sẻ một số những thông tin về chốt lời cái thông tin này thường đã chia sẻ trong cái video cách đây không có lâu đó chính là cái video 786 thường đã chia sẻ à, một cách chi tiết hơn về những cái chiến lược trong năm 2021 của thuận là như thế nào về cái phương gì để chốt lời thì như là thuận đã chia sẻ trong video này thuận đã có ý định là sẽ chốt lời tổng cộng là 25% của tất cả bitcoin thuận giữ trước 20.000 đô nhưng mà các bạn thấy là cái sự chốt lời đó chỉ là tạm thời mà thôi, tại vì chốt lời để chủ yếu là có thể mua lại được với cái giá thấp hơn để có thêm nhiều bitcoin, chuẩn bị cho được tăng trưởng năm 2021 và cuối cùng thì cũng đã may mắn là giá cả cũng đã kéo trở xuống tới cái mức là các bạn thấy là 16.200 đô cái tay không bao lâu sau khi mà thường chốt lời thì mình đã mua lại hết những cái bitcoin ở cái mức giá là 16.700 đô và cho đến thời điểm bây giờ thì tất cả bitcoin thường có trước đây thường vẫn tiếp tục lưu trữ và thậm chí là có hơn tại vì thường vẫn tiếp tục trung bình giá và thường đã có cái may mắn là mua được cái mức giá thấp hơn khi mà thường chốt lời 15% của cái số lượng bitcoin mà thường đang lưu trữ và thường sẽ tiếp tục trung bình giá trong năm 2021 Và Ethereum thì cũng vậy, các bạn thấy được là Thuận cũng rất tin tưởng Là Ethereum, chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum đi Để thường zoom ra cho các bạn thấy được uh, rõ ràng hơn Thì chúng ta nhìn vào tình hình của Ethereum Và chúng ta cũng zoom ra cái tình hình của Bitcoin đi Thì các bạn thấy được là cái tình hình của Ethereum bây giờ thì Nhìn rất là tương tự như là Bitcoin Để Thuận uh, chia sẻ cho các bạn thấy rõ ràng hơn Thì các bạn thấy được là bây giờ cái giá của Ethereum cái mô hình giá này cũng rất là giống như là mô hình giá của Bitcoin Chỉ có một sự khác biệt rất lớn đó chính là bây giờ Bitcoin Thì các bạn hãy được là cái giá sau khi đi xuống rồi đã có sự hồi phục năm 2019 thì lại đi ngược trở xuống trong năm nay Và từ khoảng chừng là tháng 3 của năm nay đi ngược trở lên và các bạn thấy đã tới cái đỉnh cũ của năm 2017 Ethereum <laughs> thì cũng có những cái sự tương tự nhưng mà các bạn thấy được là rất rõ ràng là Ethereum vẫn cách rất là xa cái đỉnh cũ là 1.400 đô nhưng mà Ethereum thì cũng có cái mô hình tương tự và bây giờ thường cảm thấy là Ethereum vẫn còn cái cơ hội rất là cao là sẽ trở lại đỉnh cũ là 1.400 đô cho nên Thùng vẫn sẽ tiếp tục chung mình giá Ethereum rất là tích cực trong hiện tới đây đây là một điều mà Thùng đã chia sẻ với bạn nhiều lần cái lòng tin của Thùng về Ethereum trong thời gian tới đây nhất là với sự xuất hiện của Ethereum 2.0 và sự hứng thú của những nhà đầu tư liên quan tới Ethereum thì chúng ta nói tới trung bình giá thì các bạn thấy được là thường trung bình giá tại vì thường nghĩ là giá vẫn sẽ tiếp tục tăng lên đây là một yếu tố rất là quan trọng nhiều bạn hỏi thường là trung bình giá giá số thì như thế nào thì đương nhiên nếu các bạn đã trung bình giá thì các bạn phải có ít nhất là căn bản lòng tin của các bạn là phải tin là các bạn sẽ thấy giá cả tăng trong thời gian dài hạn cho nên các bạn mới trung bình giá thì thường sẽ có một số những cái thông tin liên quan trung bình giá thường muốn chia sẻ với các bạn đây là những cái thông tin mà à, thường nghĩ đến hồi sáng này thì trước hết nhiều bạn hỏi thường là trung bình giá thì có những cái trang web như thế nào để tính được là trung bình giá thì lợi nhuận sẽ như thế nào nếu các bạn trung bình giá trước đây thì thường đã chia sẻ trên các mạng xã hội những cái trang web như là calculator for bitcoin com hay là costaverage.com sự khác biệt là calculator for 4 bitcoin com đó hay là trang web người ta gọi là Bitcoin Saving Calculator Đây là cái trang web là chủ yếu là tính giá trung bình của Bitcoin Trang web Cost com Đây là trang web tính cái giá trung bình của những cái altcoin Trong đó chúng ta có thể tính giá Ethereum, Litecoin và Monero Thì đây là những cái thông tin mà Thuận đã chia sẻ trên những cái mạng xã hội về trung bình giá Các bạn thấy được là đây là cái thông tin mà Thuận mới đăng hồi sáng này Cho nên nhưng mà nào mà chưa theo dõi thuận trên mạng xã hội thì cũng nên theo dõi để nhận được những cái thông tin này thì chúng ta nhìn vào cái cách tính đơn giản trung bình giá đi thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào bitcoin thì nếu như mà các bạn đầu tư vào bitcoin các bạn rất là kém may mắn các bạn bắt đầu trung bình giá vào cái lúc mà bitcoin đạt đỉnh của năm 2017 thì cho tới thì đến bây giờ cái đầu tư trung mình giá của các bạn thì cái chiến lược đó đã có lợi nhuận như thế nào thì chúng ta nhìn vào năm 2000 17 đi và cái ngày mà Bitcoin đạt đỉnh là khoảng chừng là ngày 16 tây đi chúng ta lấy ngày này và chúng ta sẽ trở về năm 2017 và mỗi một tuần giả yes, sử các bạn sẽ đầu tư 100 đô mỗi tuần từ cái đỉnh của năm 2017 nghĩa là ngày 16 tây tháng 12 năm 2017 cái ngày đầu tiên các bạn đầu tư vào Bitcoin thì đây là đỉnh thì cho tới bây giờ lợi nhuận như thế nào thì các bạn thấy được là nếu các bạn đầu tư 100 đô mỗi một tuần từ cái đỉnh của năm 2007 cho tới ngày hôm nay thì tổng số tiền mà các bạn đã đầu tư vào Bitcoin là 15.600 đô và 15.600 đô đó các bạn đã có tổng cộng là 2,12 Bitcoin và 2,12 Bitcoin đó bây giờ các bạn thấy là giá đã lên tới 40.000 đô 40.619 đô thì các bạn thấy là mặc dù là các bạn đã bắt đầu trung minh giá vào cái đỉnh của năm 2017 và từ đó giá cứ đi xuống đi xuống cho đến năm 2019 giá đi lên rồi lại đi xuống trở lại cho đến thời điểm bây giờ thì các bạn thấy được là các bạn vẫn có lời mặc dù các bạn đã đầu tư vào một cái ngày mà coi như là rất là xấu các bạn coi như đu đỉnh ngay lập tức nhưng mà chúng ta nhìn vào một cái ví dụ gần hơn đi Chúng ta nhìn vào năm 2019 thì hồi tháng 6 ngày 29 Tây lúc đó là giá Bitcoin cũng rất là cao của năm 2019. Thì nếu như các bạn cũng bắt đầu vào tháng 6 năm 2019 lúc đó là Bitcoin khoảng 14.000 đô thì các bạn đã bắt đầu là trung bình giá vào cái tuần đó mỗi tuần 100 đô thì coi như các bạn cũng đã đu đỉnh cho trong thời gian gần nhất. Thì chúng bạn thấy được là 100 đô mỗi một tuần từ tháng 6 năm 2019 tới bây giờ thì tổng cộng các bạn đã đầu tư vào là 7.600 đô các bạn có 0,81% đồng Bitcoin và 7.600 đô đó các bạn thấy đã lời. Bây giờ là cái số tiền đó đáng giá là 15.559 đô. Trên các bạn thấy được là nếu các bạn tin tưởng về cái giá trị tương lai của một cái tài sản nào, không chỉ riêng là Bitcoin hay là không chỉ riêng là vàng hay là bất cứ một cái mảng đầu tư nào các bạn cũng có thể làm những chiến lược tương tự. Nếu như mà các bạn tin tưởng là giá trị lâu dài của cái mảng đầu tư đó là sẽ tăng thì các bạn hoàn toàn có thể chung bình giá để các bạn có được cái số lượng lớn tại vì nếu như mà thường đưa các bạn một triệu đô la thường hỏi các bạn là bây giờ có dám bỏ vào bitcoin hay không có thể nói là nếu như các bạn có một triệu đô la bây giờ các bạn có lòng tin là bitcoin năm sau sẽ tăng trưởng hay không thì có thể là lòng tin của bạn là nó không có chắc chắn lắm nhưng mà nếu như mà các bạn đã đầu tư một triệu đô la đó trong vòng thời gian nhiều năm qua thì các bạn đã có một cái số lượng Bitcoin tương đối là lớn thì số lượng Bitcoin này các bạn thấy được là các bạn cảm thấy là an tâm hơn tại vì là trung bình giá trong vòng thời gian dài hạn hơn thì các bạn có thể có được cái số lượng tài sản nhiều hơn và cái số lượng tài sản này khi mà chỉ cần tăng một chút thôi các bạn hãy thấy là cái số lượng tài sản lớn tăng phần trăm ít thì vẫn cho các bạn có được cái số lợi nhuận rất là cao đây là sự khác biệt giữa các bạn trading và trung bình giá tại vì trung bình giá các bạn có thể có được lợi nhuận nhiều hơn mặc dù là phần trăm lợi nhuận không cao hơn cho nên các bạn thấy được là nhiều khi trading thì nhiều trader có thể có được lợi nhuận là 200 phần trăm 300 phần trăm thậm chí là nhân 5 lần 10 lần trên một năm nhưng mà khi mà quy ra đồng đô la thì cái phần trăm tăng trưởng đó tính thành đô la không bằng một người mà trung bình giá tại vì họ có cái số lượng tài sản lớn hơn vì họ trung bình giá thì dài hạn hơn tôi hy vọng là các bạn hiểu được cái sự khác biệt giữa trading và trung bình giá như thế nào và trung bình giá là một cái chiến lược mà thường rất là thích không chỉ riêng là trong thị trường crypto mà ngay cả trong thị trường chứng khoán thường cũng áp dụng cùng một chiến lược trong vòng nhiều năm qua cũng tương tự đi chúng ta bây giờ hãy nhìn vào ethereum thì nếu như mà các bạn trung bình giá ethereum thì chúng ta đổi qua ethereum chúng ta đang trên trang web costaverage.com tại vì trang web bitcoin saving calculator thì không có những cái đồng altcoin thì chúng ta nhìn vào ethereum đi giả sử như mà các bạn đầu tư vào cũng 100 đô mỗi một tuần đi thì chúng ta cũng bắt đầu từ cùng một ngày đi tháng 12 của năm 2017 ngày 16 Tây thì các bạn thấy được là cho đến ngày hôm nay thì tổng cái số lượng tiền các bạn đầu tư vào TMI 100 đô mỗi một tuần thì tổng số lượng tiền thì các bạn đầu tư tổng cộng cũng là 15.600 đô 100 đô mỗi tuần thì các bạn thấy được là tổng số tiền các bạn có bây giờ đã gần như là 69 đồng ETM 68 đồng 75 thì các bạn thấy được là 69 đồng ETM cái mức giá hiện bây giờ đã lên tới 40.891 đô Các bạn thấy được từ 15.000 đô Đã lên tới 40.000 đô Nếu các bạn trung bình giá Ethereum Từ cái à, thời gian mà Ethereum Đang ở trên cái mức cao năm 2017 Và chúng ta cũng tính cái ngày tương tự như là Bitcoin đi Chúng ta tính cái ngày của năm 2019 đó Hồi tháng 6 ngày 29 Tây Thì các bạn thấy được ngày 29 Tây Tháng 6 của năm 2017 đó Thì các bạn trung bình giá tới bây giờ 100 đô mỗi tuần thì các bạn sẽ thấy được là tổng số lượng tiền mà các bạn trung bình giá đó để thường đổi đến năm 2017 thì tổng số lượng tiền các bạn trung bình giá là 7.600 đô và các bạn có khoảng là 35 đồng Ethereum đáng giá là 20.818 đô các bạn thấy được là cái phần trăm lợi nhuận đã lên tới 173% tôi các bạn thấy được là trung bình giá là một cái chiến lược rất là tốt trong thời gian dài hạn tại vì các bạn có thể có được lợi nhuận rất là nhiều và nếu các bạn chung minh giá sử dụng Bitcoin trên trang web Cost Average này thì cái con số sẽ khác ở trên Bitcoin 7 Calculator một chút thì tùy theo là họ lấy cái giá đóng lại là của cái sàn nào cho nên hai trang web này có thể có sự chênh lợi một chút nhưng mà trên căn bản thì nó cũng nói lên được một điều là chung minh giá là một cái chiến lược rất là tốt trong thời gian dài hạn các bạn sẽ đỡ bị stress hơn các bạn uh, không cần phải quan tâm đến những cái dao động giá cả trong thời gian ngắn hạn giá cả đi xuống càng xấu thì các bạn có thể càng mua được nhiều hơn cùng một cái số lượng đồng đô la nếu như mà cái giá tốt thì các bạn sẽ mua được ít cái đồng đó hơn Nhưng mà nếu các bạn tin tưởng là cuối năm sau giá sẽ lên Hay là trong vòng 2-3 năm giá sẽ tăng đột biến Thì các bạn có thể có cái số lượng tích lũy nhiều hơn Và số lượng tích lũy đó nếu như mà chỉ tăng một chút thôi Thì các bạn sẽ có cái lợi nhuận rất là lớn